Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay tại ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng, Trần Quang Khải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến một người bị thương nặng. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89L3-1222 đi từ hướng đường Nguyễn Văn Linh vào đường Trần Quang Khải đến nút giao với đường Nguyễn Lương Bằng thì va chạm với một phương tiện được nhận định là xe ô tô 5 chỗ. Hậu quả sau va chạm, người phụ nữ bị choáng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tài khoản 72 điều 1 Bộ luật hình sự năm 2017, chủ xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt tù từ 3 đến 10 năm.